Xin chào các em học sinh yêu quý. Tiếp theo đây thầy sẽ đi vào chữa bài tập số 5 sách giáo khoa hình học lớp 12 chương 92 các em nhé. Bài tập số 5 này thì người ta bắt chúng ta đầu tiên là người ta sẽ cho một mặt cầu S có phương trình như này. Mặt phẳng alpha có phương trình như này. Alpha cắt mặt cầu S theo một đường tròn C. Hãy xác định tọa độ tâm và bán kính của đường tròn tâm C. Đường tròn C cho em nhé. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ đi vào giải đáp cụ thể bài tập này như sau này. Thế thì để giải đáp bài tập này ấy, thì các em phải tưởng tượng ra được cái hình của nó như thế nào. Thì ở đây nhé, thầy sẽ có đây là mặt mặt phẳng alpha. Đây chính là mặt cầu S của chúng ta này. Thì mặt phẳng alpha này cắt mặt cầu S theo một cái hình tròn. Đây thì chính là hình tròn này đây. Các em tưởng tượng đây nó chính là hình tròn này nhá. Đó, hình tròn này thầy gọi tâm là Y phẩy. Còn trên này thì mặt cầu S thầy gọi tâm là Y. Thì em thấy là gì? Cái phần R này thì em thấy là đây là tam giác vuông này, đó đây là tam giác vuông, thì các em sẽ suy ra được cho thầy là phần R nhỏ này bình này, R nhỏ bình này cộng với cả y phẩy bình thì sẽ bằng R lớn bình, được chưa các em? Như vậy cái này các em sẽ tương đương được với lại R bình này cộng với cả y phẩy này, chính là khoảng cách từ tâm đến gì mặt phẳng alpha các em nhé. Như vậy thì thầy cứ gọi cái này là H đi, H bình sẽ bằng R bình như các em nhé. Các em phải biết được cái đẳng thức này thì em mới có thể làm sao đi làm được bài này nhé. Thì đầu tiên thầy sẽ đi vào giải đáp. Bây giờ thầy sẽ đi vào giải đáp cụ thể như sau này. Thì đầu tiên là các em có từ S này thì các em sẽ suy ra được cho thầy Y, tọa độ Y là gì? 3 trừ 2, 1. Và R sẽ bằng 10, được chưa em? R sẽ căn 12, 100 nhận nó bằng 10. Như vậy bây giờ này, các em đi cần đi tính H thì em sẽ tính được R nhỏ đúng không? Như vậy muốn tính H thì các em làm như sau này. H thì chính là gì? Bằng khoảng cách từ Y đến mặt phẳng alpha. Như vậy các em dùng công thức cho thầy này. Như vậy nó bằng là bao nhiêu? 2 nhân 3 trừ đi 2 nhân trừ 2 trừ đi gì? Trừ đi 1 cộng 9 trên cho căn bậc 2 của gì? 2 bình cộng trừ 2 bình cộng với cả gì? Trừ 1 bình. Được chưa các em? Cái này bằng này. Các em bấm máy tính cho thầy nhá. Cái này được 6 các em ạ. Cái này bằng 6 cho các em nhá. Như vậy thì các em có H là bằng 6. Từ đấy thì các em dùng cái đẳng thức mà thầy đưa cho các em này thì các em sẽ có là R bình phương sẽ bằng R bình lớn này trừ đi H bình. R lớn thì là bằng 10, như vậy nó bằng 10 bình phương trừ 6 bình phương, và cái này thì sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 64 các em ạ. 64 thì các em sẽ suy ra được R nhỏ sẽ bằng là bằng 8 nhá. Được chưa các em? Như vậy R nhỏ ta có bằng 8 này. Bây giờ chúng ta phải đi tìm tâm tâm y phẩy á. Y phẩy này thì các em thấy là y phẩy này chính là giao của đường thẳng y phẩy và mặt phẳng alpha, và y phẩy này thì vuông góc mặt phẳng alpha. Như vậy bây giờ thầy sẽ viết đường, thầy sẽ đi viết phương trình đường thẳng y phẩy cho các em nhá. Thì các em thấy này, u của y phẩy tức là chỉ phương đường thẳng u, chỉ phương của đường thẳng y phẩy thì chính là pháp tuyến của mặt phẳng alpha, được chưa các em? N của mặt phẳng alpha như vậy nó bằng là gì? 2 trừ 2 trừ 1, được chưa các em? 2 trừ 2 trừ 1 nhá. Vậy các em sẽ suy ra được đường thẳng y phẩy này thì sẽ có, thầy viết theo tham số này. Vậy x sẽ bằng này, tọa độ y, như vậy nó là 3 cộng với cả 2t. Y bằng trừ 2 trừ 2t. Z bằng 1 trừ t, được chưa các em? Đó. Mà chúng ta có là gì? Các em có là y phẩy thuộc gì? Y phẩy, được chưa các em? Nên suy ra điểm y y phẩy này sẽ có tọa độ là gì? 3 cộng 2t trừ 2 trừ 2t và 1 trừ t, được chưa các em? Đó, mà chúng ta lại có tiếp là y phẩy cũng thuộc mặt phẳng alpha, bởi vì y phẩy là giao của y phẩy và mặt phẳng alpha mà. Nên suy ra các em thay tọa độ y phẩy vào alpha nó phải thỏa mãn. Như vậy nó bằng là 2 nhân 3 cộng 2t trừ đi 2 nhân trừ 2 trừ 2t trừ đi 1 trừ t cộng 9 phải bằng 0. Cộng 9 cái này phải bằng 0. Được chưa các em? Như vậy các em bấm máy tính cho thầy xem t bằng bao nhiêu nhá. Thầy bấm máy tính ra được là t bằng trừ 2 nhá các em nhá. Vậy thì các em sẽ suy ra được ngay cho thầy. Y phẩy này sẽ có tọa độ là gì? Các em thay lên đây thôi. Như vậy thằng này nó là bằng trừ 1 này, 2 này và 3 nhá các em nhá. Như vậy là thầy đã tính xong tâm Y và bán kính R nhỏ của cái đường tròn C cho các em nhé.
Vậy thì thầy sẽ kết thúc cái bài tập số 5 ở đây nhé các em nhé.